Alamaz. Calore. Omis. Alamaz. Donna. Alamaz. Donna. Alamaz. Rogan. Alamaz. 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 Alo, và chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ hai. Nâu 1 lại tiếp tục được cầm cung tuyển nữa. Cung tuyển AC. Còn Chip Boy vẫn là như vậy thôi. Vâng, vẫn là một nền nhà châu Á và một vẫn là một thể loại quân, đó chính là Choi Son. Vâng, chặt một gốc gỗ 40 và sau đó thì vâng quyết định ăn thực luôn, tránh tình trạng chậm dần ngay những thời điểm đầu. Bắt buộc phải làm như vậy thôi, điều đó là bắt buộc. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng không sao, có đàn hiêu đầu tương đối gần. Bây giờ thì cố gắng đá về thật nhanh. Vâng, Choi Son hơi vâng hơi khó khăn ở những thời điểm đầu. Bãi quả đầu là xấu và rất may có 7 hiêu. Hai cây gỗ 75 là tương đối ổn, nhưng vâng những cây quả đầu là không đẹp. Có lẽ chúng ta nên đá sang màn hình máy game thủ nâu 1 một chút. Đá hiêu về, 7 hiêu đầu tiên cũng có 7 con. Chứ các bạn là chỉ có 6 con thôi. Không phải là mắc binh cho một 7 hiêu đầu. Nhưng nền nhà của game thủ nâu 1 lại giống như trận đấu trước, một nền nhà bán sa mạc thì phải. Vâng, bán sa mạc. Chính xác là như vậy, ở phía dưới rất nhiều đồng bạc. Xung quanh nhà chính thì là sa mạc, nhưng phía dưới rất nhiều đồng bạc. Ở trong trận đấu này bên kia không biết có những quân gì nữa, dường như có một Babylon thì phải. Ở trận đấu trước thì đấu 1 đã có một bài cầm vâng cầm cung tuyển Hitty thi đấu tương đối hay. Ở một trận cầm cung tuyển Hitty làm vâng tròn vai. Còn Chip Boy thì cũng vậy, một trận cầm Choi Son thi đấu được, tạm ổn. Ui, các bạn để theo dõi trên màn hình một đàn voi 5 con của game thủ nâu 1. Rất tốt, vâng, có lẽ là đã đủ rồi. Với 5 voi này có thể vâng ép được 25 nông dân và một bầy hiêu đầu tiên 6 con cộng 5 voi. Bãi quả đầu vâng 7 cây. Ép được, có lẽ là ép được. Nhưng game thủ nâu 1 vẫn chưa muốn dừng lại ở đây. Chúng ta cùng xem nâu 1 sẽ đánh với một bài vâng chỉ 5 voi này và một cánh rừng thông xin lỗi bạn, một cánh rừng dừa duy nhất thế này như thế nào. Có lẽ không nên đưa nông dân vừa rồi đi dò thêm. Đã thiết kế được chiếc BS đầu tiên rồi, nhưng chúng ta xem nâu 1 sẽ xử lý một bài 5 voi như thế nào. Thêm quả phụ nữa. Vâng, khá nhiều đồ ăn. Một bài dâng A giữa hai nhà hay không, chúng ta cùng chờ xem. Vâng, đâu biết đâu đó lại 6 voi. Không, như vậy là chỉ là ngũ tượng thôi. Bên kia có một Summer. Vâng, còn như vậy có một Summer. Ồ, cứ tưởng con voi quay đầu sang phía bên kia. Không sao. Thêm một voi nữa. Hai ba là tham lai lúc này. Dân ở trong nhà chính đã có tầm 7-8 dân gì đó rồi. Khá nhiều. Bãi quả phụ không biết Chip Boy có ăn hay không. Ta cũng đã sang Chip Boy một chút. Chip Boy đang à, như vậy là Chip Boy ăn bãi quả phụ này. Rồi rồi, tạm thời để Chip Boy vậy. Bây giờ tiếp tục đến màn hình máy game thủ nâu 1 để giàu hơn, để xem thích mắt hơn. 26 nông dân, nhà dân đứng đầy đầu 8. Như vậy là hơi khó, nếu dân ngàn thì là một bài hơi khó. Bằng giữa và dân giữa bằng hai nhà thì là hơi khó. Đầu 8 không phải là quá sớm để cho game thủ nâu 1 có thể có một bài dân ngàn chắc chắn được. Gỗ của nâu 1 đang là rất nhiều. BB được thiết kế gần với dãy BE. Vâng, khoảng cách một nửa BE. Rồi đáng tiếc tình huống vậy BB vừa rồi. Oklahoma.
Alo, vâng, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với trận đấu đầu tiên ở trong xe đấu thứ hai thôi. Như vậy chính xác tỷ số bây giờ đang là 0-0 ở trong xe đấu thứ hai. Vâng, đây là trận thi đấu đầu tiên và xe đấu thứ nhất đã kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về hai thành viên đến từ Game TV. Và đây là trận thi đấu đầu tiên ở trong xe đấu thứ hai. ACDN là của game thủ nước 1. Vâng, chúng ta hãy cùng xem game thủ mùa 1 có gì, một Babylon là một gì. Vâng, con cung TC bắn là cực kỳ nhanh, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Vâng, như vậy là Summerian rồi. Summerian là của đối thủ 1. Vâng, chip boy đang thi đấu đâu đó bên kia thì phải. Màn hình máy game thủ chip boy tham lai 26 và chúng ta hãy xem chip boy trước khi chuyển sang màn hình cuối cùng thủ nó 1. Vâng, chip boy đang bị game thủ bắn đi chơi rồi. Bài nên đời không quá sớm của chú Boy. Thời điểm hiện tại thì chú Boy đang gặp khó với Gunny, tương đối khổ. Gunny là người cầm gì chúng ta hãy cùng chờ xem, có lạc đà. Vâng, Gunny 7E bắt được khá nhiều dần của chú Boy, hơi căng tình huống này. Vâng, như vậy là Babylon là của đối thủ Gunny và Summerian là của đối thủ Mỹ Đình. Ở bên kia thì No 1 đang chiếm lợi thế một cái bài, vâng, đấy xì đẹp. Còn ở phía bên này thì chú Boy đang khổ với Gunny. Gunny tạm thời vẫn chưa có bánh xe nhưng đã là khá ruộng rồi. Hãy cẩn thận với game thủ Gunny. Vâng, Gunny là một tay châu quân cực kỳ khủng khiếp. Con nửa chém chưa công chưa giáp nhưng lọt ở phía trong này cũng là đã là một thành công lớn rồi. Phía trong mà Gunny chưa có bánh xe nữa đã là một thành công lớn. No 1 một chút xem, như vậy là No 1 bị tạt cánh. No 1 bị tạt cánh bởi Gunny. Khá nhiều những con lạc đài game thủ Gunny, cũng chưa có giáp. Tên này không được rồi. Hơi căng tên này. Vâng, 2vs1 luôn. Hơi căng. No 1 vẫn đang điều tốt, làm tốt. Nhưng quan trọng bây giờ là vâng, cả cung R và cả lạc đà. Hơi căng. Còn Chip Boy thì sao? 22, có bánh xe. Nhưng Chip Boy sẽ làm gì tiếp theo? Chúng ta cùng chờ. Vâng, những chiếc ruộng này có lẽ sẽ bị phát hiện bởi cái giếng kia. Vâng, cái giếng trời kia. Màn hình máy của game thủ No 1 một chút nữa. 37 đến, vâng, 37 trên 64. Vậy e bắt những con cung rờ của game thủ Mỹ Đình. Lại bị lọt vào bãi gỗ một tên, nhưng kéo nông dân ra và đập ngay. Gunny dường như những con lạc đà chưa có giáp, đang hơi xoắn trước nông dân đấy. Cian tham lai không thể to hơn được. Hơi khó bài này, vừa bị vâng lạc đà chơi vừa bị cung rờ bắn rỉa. Hơi khó tên này. Vẫn biết rằng ACDN tuyển hơn so với Summer, nhưng có lạc đà của Babylon, ACDN đang gặp khó. Ôm thôi, đúng rồi, ôm và chạy thôi. No 1 vẫn đang thi đấu tốt, nhiều thắng tắc tay. Chip Boy cần phải hồi nhanh hơn nữa, 25. Vâng, khá mãnh liệt rồi, thời điểm này Chip Boy đang làm tốt. Vâng, thêm một chiếc BL nữa. Tôi tưởng thêm BM thì hơi loạn. Vâng, vừa rồi thêm BL. Và bắt đầu vâng khi mà No 1 bị đi thì Chip Boy đây là cơ hội. Vâng, ngày thi đấu hôm qua giữa Game TV và Skyred, Chip Boy đã chiếm được rất nhiều tình cảm của vâng các fan hâm mộ. Một ngày thi đấu tốt của game thủ Chip Boy. Có những trận thi đấu tròn vai nhưng có những trận thi đấu mà Chip Boy vâng đánh như lên đồng. Nào, được con nào hay không? Vâng, như vậy là được thêm một lạc đà. Vâng, nhưng cẩn thận lộ bốn phù này. Lộ bốn phù này là hơi nguy hiểm. Gắn
Danny đang gặp khó với cầu thủ Chipboy. Còn phía bên này thì No 1 lại đang gặp khó với cả hai cầu thủ phía bên kia. Một mình No 1 đang vâng phải thi đấu với cả hai game thủ. Danny quyết định vâng không chơi Chipboy nữa, quay sang ôm chết game thủ No 1. Và No 1 quyết định đi sai rồi, hơi khó trong tình huống này. Chipboy lên đời hơi muộn so với game thủ Danny. Danny đã đi Chipboy hơi đau. Và lạc đà cứ thế đẩy sang nhà game thủ No 1 kẹp với những con cung R của game thủ Mỹ Đình nữa. No 1 là một bài tương đối giàu những thời điểm đầu, nhưng thế nhà là tương đối khó bò và đánh cung là khá khó. Vì vậy 2vs1 No 1 đã không chịu được. Và tỷ số là 0-1 ở trong C đấu thứ hai. Yes.